Ok và xin chào tất cả anh em trở lại kênh DHBG của mình hôm nay. Trở lại với con game kho báu truyền thuyết thì video này mình sẽ hướng dẫn anh em kỹ năng ngày 1. Đầu tiên ấy thì mình sẽ nói qua cách nhập cốt cho anh em mới trước. Nhập cốt thì em click vào avatar bên trên này, rồi vào phần đổi quà, nhập mã đổi rồi đổi là xong. Cốt thì mình đã để ở mô tả cộng với bình luận dưới video, hoặc là anh em có thể vào cái nhóm chia sẻ của mình. Đây nhóm mình tên cộng đồng game kho báu truyền thuyết gạch ngang chia sẻ kinh nghiệm. Xong em click vào phần công bố ở ra. Đây bài viết thì mình đã cập nhật tất tần tật cốt chung, cốt riêng, cốt web cũng như cốt fanpage cho anh em. Ok giờ đến phần quan trọng nhất của video ấy, là quay tướng. Nói chung cái game nào mà có nhân phẩm quay tướng ấy, thì anh em nông dân đều cần chú ý nhá. Anh em mà bị thoạt cái quay tướng đầu ấy thì mấy ngày hôm sau mà anh em xui lứa ấy, thì coi như là anh em tàn tật luôn nhá. Và cái con game này ấy, đều là tướng 5 sao nhưng nó cũng chia hai loại nhá. Một loại là tướng nó chỉ có 3 kỹ năng như con Moria ấy, mình nhớ cũng khá nhiều con nhá. Và một loại ấy, thì nó có 4 kỹ năng như cái thuyền phó gì này. Tướng 3 kỹ năng ấy thì chỉ để dùng làm nguyên liệu để áp sao thôi. Có chơi thì em chơi tướng 4 kỹ năng ấy. Và mấy con tướng 4 kỹ năng ấy thì hầu như không con nào phế, nhưng dĩ nhiên là cũng có trên đầy rồi. Và trong đấy thì có hai con là dạng tướng kiểu như là quốc dân nhá. Nó vừa mạnh lông dân hay là đại gia chơi đều ok ấy. Nó là cái con Kuza nhá, đây con thứ hai này. Và con Walo Zozo nha anh em, không phải là Luffy mà là Zozo nhá. Trong game này đầu game Zozo mới là nhân vật chính nha anh em. Anh em mình nói lặp đầu trước đi. Lặp đầu ấy thì sẽ được con Walo Zozo ấy lên ấy. Đầu game em chơi con Zozo nó lợi hơn rất là nhiều nhá. Vì game này lên sao thì nó sẽ cần là một con tướng của nó mới lên được. Còn về anh em cởi chay ấy, nếu mà mình là cởi chay phải không? Sẽ cố gắng mình quay trùng tướng con Kuza này hoặc là con Walo Zozo rồi mình chơi tiếp nhá. Cái game này anh em không cần vội đâu. Em cố zone tầm 2-3 ngày cũng được. Làm sao nó ra hai con trùng nhau Kuza hoặc là con Walo Zozo là được nhá. Còn anh em lạp đầu ấy chỉ cần ra con Walo Zozo em chơi tiếp là ok. Đây như cái ạc của mình lạp đầu 20k nhá. Mình thì mình lạp ở cái gói đâu nhỉ? Đợi mình xíu nhá. Đây mình lạp ở cái gói quà ngày này, gói 2k này. Đáng nhẽ mình tính là lạp cái gói có trang bị cơ, nhưng mà mình thích lấy cái này em ơi. Cái vòng quay cao cấp này sau ấy, vòng quay lên level 30 ấy thì nó có tỷ lệ ra trang đỏ nhá. Đây là mình chơi kiểu như máu liều đấy em ơi. Không bình thường ấy, anh em lên lạp cái gói có trang bị này ở trong cái... Không thể đợi mình xíu nào. Đây, ở cái hải tặc tập sự nhá. Đây 22k bằng giá, nhưng nó sẽ xăm dom ra một trang bị cam 1 sao nhá. Đây 3 cái triệu tướng 120 cương. Cái này lúc đầu thì nó ngon hơn nhá, nó có cái trang bị này lực chiến tăng khá là mạnh đấy. Ok, quay về phần tướng đi. Đây cũng như mình đã bảo mấy con tướng 4 kỹ năng ấy nó không phế, nhưng mà nó cũng có chênh lệch nhá. Nhờ con tướng quốc dân Walo Zozo cộng con Kuzan mình đã nói đấy. Nếu anh em mà không thích chơi hao này thì có thể tham khảo các con sau nhá. Đây mình sẽ nói từ sát thương này, xong đến phòng thủ rồi đến hỗ trợ nhá. Các con ngon thì mình sẽ nói trước. Đầu tiên là hải tặc. Đây thứ nhất là Zozo này, rồi đến Lami, rồi đến Kid, rồi đến En. Tiếp đến là đến tướng phòng thủ. Đây tướng phòng thủ là Lai Luffy nhá. Con này thì mình đánh giá không cao lắm. Cuối cùng là tướng hỗ trợ nhá. Con lo này hỗ trợ bút máu cực kỳ ngon, em chú ý cho mình con này. Con Ivan này cũng được nhá, nó xóa hiệu ứng xấu này, cộng với nó bớt đêm cho mấy con đêm cao nhất cũng khá là ok đấy. Nhưng mà mình vẫn đánh giá cao con lo hơn. Tiếp đến là hải quân ấy. Hải quân ấy, đầu tiên là con Kuzan ấy, đấy tướng quốc dân anh em ơi. Xong đến con Akaio cộng với con Gap. Tiếp đến là tướng phòng thủ ấy, cái con Sengoku này. Nó thuộc dạng tướng tanh cứng nhất ở đầu game trước khi có tướng Uzer mới nhá. Anh em chú ý con này ấy. Cuối cùng là tướng hỗ trợ ấy, Izaoshi cộng VV nhé. Hai con này thì hơi phế nhé, em bỏ qua đi. Tiếp đến là Thất Vũ Hải. Đầu tiên ấy thì sẽ là Mihou, rồi đến Doflamingo cộng với Jinbe nhé. Cái con Doflamingo này ấy, thì nó thuần về phụ hơn nha anh em ơi. À quên, sau đến con Dâu Đen nữa. Thì ra ba con này thì cũng hao thôi, nhưng mà con Doflamingo ấy thì nó support ok hơn. Tiếp đến là tanh nhá, tanh thì con Kuma cũng bình thường anh em ơi. Cuối cùng là hỗ trợ ấy, hỗ trợ thì con Boa cũng kính ngon. Nó không phải tướng bút máu nhá, nhưng mà nó tướng rút đêm này.
nó hỗ trợ cho tướng nữa, khá là ok đấy. Mình mà ra con boa là mình chơi luôn nhá. Và cuối cùng ấy là tướng tứ hoàng ấy. Tướng tứ hoàng ấy thì mình đánh giá nó ngon nhất trong 4 phe nhá. Nhưng mà nó lại khó lên nhất, anh em nông dân mới làm ít bỏ qua cái phe này nhá. Về sau anh em mới lên, lúc đầu game không lên vội nhá. Đầu tiên ấy là tướng sát thương nhá. Thứ nhất là Zayli thuyền phó này. Con này nó thật luôn nhá, nó còn mạnh hơn hai con Kuzan cộng với con Walozozo, nhưng mà nó chỉ làm đêm chính thôi nhá. Con này làm đêm phụ là hơi phế đấy anh em ơi. Nói chung là game nào thế đây, có tướng sinh ra là phải làm đêm chính, làm đêm phụ là nó không được khỏe. Trong đến con dâu trắng. Tiếp đến là tướng tanker nhá, đây Marco này. Con Marco cộng với con Senku là hai con tank cứng nhất game anh em ơi. Con Marco này ấy, thì nó không cứng bằng nhưng mà ấy, nó lại thêm một xíu sát thương. Nhớ là nó có thiếu đốt thì phải. Con Zozu này tank được nhá. Và cuối cùng ấy là con hỗ trợ Krokut. Con Krokut này ấy, mình thấy nó riêng về phần bút máu ấy, nó phải gọi là ngon nhất nhì game anh em chú ý nhá. Nếu mà dao này thì mình sẽ xúc gì luôn. Ok, đấy là xong phần tướng anh em tham khảo nhá. Giờ mình sẽ nói qua phần đi map. Cái game này thì nó thuộc dạng AFK ấy, là anh em offline thì vẫn được kinh nghiệm nhá. Online này off đều được hết. Nó sẽ được kinh nghiệm nguyên liệu theo thời gian nhá. Đây được kinh nghiệm này, X tướng này, Belly này cộng với cái điểm viễn trinh nhá. Mình cứ gọi là tầm báo đi. Đây mình đứng được 1 tiếng 1 phút được 21k x này. Nhận luôn em ơi. Ù, vẫn chưa lên ever. Và cái này thì anh em đi map càng cao ấy, thì em được càng nhiều x mới nguyên liệu. Và là có thêm cái khiêu chiến nhanh nhá. Khiêu chiến nhanh nhận ngay 120 phút treo máy này. Và em chú ý cho mình nhá, kích hoạt đặc biệt là anh em sẽ được thêm 4 lần free nhá. Đâu, mình nhớ nó chỉ thêm 3 lần free thôi, cộng với 1 lần đầu tiên ấy là 4 lần free nhá. Và lần mua thì nó sẽ tăng 10. Cái này lúc đầu game ấy, em cứ đi kịch map rồi anh em mới tăng tốc nhá. Anh em đừng tăng tốc lúc đang đi dở level 6, level 7 nhá, rất là phí nhá. Còn về cái viễn trinh này ấy, anh em chú ý mình, anh em thấy ngon không? Đây 120 kim cương này. Ui, thẻ chiêu bộ tướng này, thẻ chiêu bộ tướng tiếp này ngon không em ơi? Cái này tí mình nói sau nhá. Cái này mình nghĩ nhiều anh em không biết đâu, thật luôn. Đây, đây cho em xem lốt là đâu nhỉ? Đây em không? 2, 4, 6 sao. 6 sao nhá, phẩm đó nhá, 600 kim cương nhá. Phẩm cam chỉ có 300 kim cương thôi. 15 sao này, 20 mảnh tướng này, vạn lăng này. À nhầm nhầm, 20 mảnh tướng ngẫu nhiên này. Đây cái cuốn để mình đổi tướng nhá. Cuốn này rất cần em ơi, rất cần để anh em lên sao tướng đấy. Đây mình sẽ nói về cái thẻ đây. Cái thẻ này ấy, đây anh em chỉ cần click vào là nó ra nhá. Đây, đây một click vào ra. Đây nó là đặc quyền khiêu chiến nhá. Cuối ngày anh em sẽ được miễn phí thêm 3 lần cộng với 1 lần là 4 lần free. Và anh em sẽ nhận ngay 200 đá cộng với 10 cái thẻ chiêu mộ tướng. Đây giá 249k nhá. Không biết có anh em nào mà chưa mua mấy cái viễn trinh cao cấp cộng với viễn trinh sao không? Cái đặc quyền khiêu chiến này thì chỉ được 3 ngày thôi. Nhưng mà cái hai cái viễn trinh này thì nó sẽ được vĩnh viễn nhá. Đây, mua xong hiệu quả vĩnh viễn nhá. Cái này anh em dùng kim cương nhá. Cái đầu tiên mình nhớ là 980 kim cương thì phải. Cái sau là 1980 kim cương nếu mình không nhớ nhầm nhá. Nếu mà chênh chắc chênh không nhiều đâu. Anh em không? Cái 980 anh em sẽ được 100 đá này, 5 cái thẻ chiêu mộ tướng này, không nhớ nhá. Đây, lần đầu viễn trinh nhá. 4 ngày dùng kim cương hoặc đạo cụ chắc chắn sẽ làm mới ra nhiệm vụ tím nhá. Nhiệm vụ tím thì tức là 3 sao đấy. Đây cái viễn trinh sao hoa này. Lần 3 viễn trinh 4 ngày dùng kim cương hoặc đạo cụ chắc chắn ra cam. Anh em thấy ngon không? Cam ấy nó đổ rất ngon nhá. Nếu mà nó ra kim cương thì mình nhớ là được 300 kim cương này. Nhưng mà cực kỳ ngon nhá. Ok này. Về phần lạp ấy, anh em lạp đầu thì anh em chú ý cho mình cái lạp đầu ngày này. Đây, anh em lạp 200 mỗi ngày là sẽ được thêm cái một lệnh chiêu mộ tướng này, 200 kim cương cộng với cái đạo cụ ở đâu? Cộng với cái cờ nhá. Cái cờ này để anh em nâng cấp cái chiến hạm nhá, tăng cũng khá nhiều chiến em ơi. Đây, nó tăng 100 HP à, không phải. À đúng rồi, nó tăng 100 HP cộng với 10 tấn công nhá.
Cái này mình nhớ tăng được tận hơn 1.000 lượt chiến nha. Nói chung là rất là nhiều em ơi. Như nó tăng vào chỉ số cơ bản sao ấy. Cái này mình cũng không rõ nhưng nói chung nó tăng rất là nhiều nha. Đây và cái xe mới này. Anh em vượt 75 mảnh là sẽ được 50 mảnh vạn lăng ngẫu nhiên nha. Đâu nhầm, mảnh tướng ngẫu nhiên mình hay bị nhầm mấy mảnh vạn lăng ấy. Đầu hy vọng ra cái con hải tặc nha. Mình đang cần hải tặc để lên 5 sao. Đây hy vọng nha, hải tặc anh em ơi. Quên, ấn vào cách nhận. Hải tặc đây. Ra con Hollow Zozo được. Lambi hay Long được, mình đang thiếu con bút máu nha. Ôi lại dâu đen chán thế nhở. Hơi bị lãn anh em ơi. Nếu con ra hải tặc thì ngon. Và lạp ấy thì em chú ý thêm cho mình cái gói lạp sự kiện hải tặc tập sự nhá. Đây con lạp em lạp gói này ok hơn này. Được trang bị này. Ba cái lệnh chiêu mộ tướng này 120 kim cương ấy. Còn anh em mở lạp nhiều hơn ấy thì anh em chú ý cho mình cái gói mình vừa bảo ấy. Là cái gói đặc quyền đặc quyền khiêu chiến này nhá. Đây chỉ có 200k thôi. Mấy cái gói như là đâu nhở, đợi mình xíu nhở. Đây như cái chiến lệnh ấy thì anh em lạp lúc nào cũng được. Lạp thì em nhận luôn đúng không. Cái này anh em lạp xong được, không cần phải vội mà lạp ngày đầu tiên ấy. Lạp em lạp mấy cái cần thiết trước như là cái thẻ tháng này. Hay là cái rồi đây hai cái thẻ tháng nhá. Và anh em chú ý mình nhá, cái thẻ tháng trí tôn ấy kim cương nhận một ngày nó gấp 4 lần cái thẻ vinh dự thường nhá. Mà cái vinh dự thường ấy nó là 100k, cái trí tôn nó là 300k, tức là giá tiền gấp 3 nhưng mà nhận kim cương là gấp 4 nhá. Đây em chú ý mình này nhá. Còn về mấy cái gói quà ngày này đây anh em có thấy, nói chung là cái này ấy, anh em dư tiền thì anh em mới mua thôi. Còn anh em lạp ở tầm ít ý, thì anh em bỏ qua mấy gói này ấy. Anh em lạp mấy gói kiểu như là quý hay là thẻ tháng thì nó sẽ ok hơn nhá. Nói chung này, đây nó có cả quà tuần này, rất là ngon. Mấy quà tháng này. Nói chung là mấy cái gói này ấy, chủ yếu là cho anh em dư tiền thôi. Còn anh em ở ít thì bỏ qua. Ok, giờ mình sẽ nói về cái shop đi. À quên, và em nhớ thêm full bạn bè nhé. Đây mình đã thêm full đấy. Bạn bè ấy thì anh em tặng này được nguyên liệu này. Anh em nhận cũng được nguyên liệu nhé. Mình nhớ nhận là được Belly này cộng với cái thẻ tình bạn để quay nhé. Ơ vừa, à vừa ra con dâu đen được thêm 100 kim cương em ơi. Đây khá là ngon này. Cái dâu đen là 4 kỳ lăng nhé. Tiếc ghê nhờ. Đây mình cho em xem đội hình tướng mình này. Đây rất là nhiều thất vũ hải luôn. Nếu bố này mà hải tặc thì cái con Zozo mình đã lên 7 sao rồi nha. Đây được thêm một level nữa này. Đây một level 109 lực chiến. Khá là ok đấy. Hiện tại mình không có con tướng hải tặc nào. Tôi bị xui anh em ơi. Mình nhớ có ông VIP 1 đã lên 7 sao con Zozo nhá. Tí mình soi cái bảng xếp hạng cho em xem. Giờ mình sẽ nói về cái phó bản ngày nhá. Cái phó bản ngày này thì cái phó bản mới thì nó sẽ cần lực chiến nhá. Nên đầu ngày em cũng không cần quét vội nhá, cứ đợi đến cuối ngày ấy, anh em áp đủ lực chiến thì em quét luôn một thể. Còn về cái ngục tù này thì em nhớ leo đầy đủ nhá. Nó có cả cái thẻ treo thưởng nha em ơi. Đây đây 100k belly này. Nó có cả quý nha anh em ơi. Quý của nó đâu xem bao nhiêu nhở, không thấy ghi giá nhở. Lần cấp lên à. Đây cái thưởng ấy là 300k, là nó chỉ mở khóa thưởng tiến cấp, tức là mở cái dưới thôi. Còn cái đặc biệt này 400k này thì nó mở thêm 10 level nhá. Đây ví dụ mình level 1 mình lạp cái bên phải này thì nó mở thêm 10 level, tức là level 12. Đấy chú ý cho mình nhá. Cái này nó không hiện ở ngoài nhỉ, phải click vào bên trong mình mới thấy nhá. Ok xong vào bản, giờ mình nói đến shop đi. Đầu tiên là cái shop chợ ấy thì anh em mua mấy cái thẻ khiêu chiến này, mảnh ngẫu nhiên tướng này, cộng với cái thẻ chiêu mộ thường bằng vàng nhá, anh em nhớ nhá, mua vàng nhá. Mấy cái mảnh anh em có thể tách tới đá này. Cái vé khiêu chiến này cũng khá là cần để anh em làm cái dương ở trong cái đấu trường nhá. Tí mình sẽ lượn sang cái đấu trường. Nếu mà anh em mà muốn ngày đầu tiên áp lực chiến cao cao một xíu ấy, thì em có thể mua cái trang bị tím này nhá. Có mua ấy, anh em mua 2 sao nhá. 1 sao là 79 kim cương, 2 sao giảm giá là 133 kim cương. Nhưng mà ấy, cái trang bị 3 món thì nó mới tăng được sao, tức là đây ví dụ như cái 1 sao là 79 phải không? Cứ cho 80 đi.
mua 3 cái 240 thì mới lên được 2 sao, mà mua thắng 2 sao chỉ có 133 kim cương. Nên như hôm nay mình mua một xíu trang bị tím để mình up lực chiến nhé. Không thì lực chiến mình chắc cũng chỉ được gần 50k thôi. Tiếp đến nói chung mấy cái số bài sau mình sẽ nấu ký hơn. Tiếp đến là cái đạo cụ này thì anh em nếu có mua ấy thì anh em mua cái thủy tinh thể lực nhá, còn lại anh em bỏ hết. Còn về cái đổi này, sách đổi thế lực này là do lúc đầu là mình dồn tướng mãi không ra ấy, nên mình mua luôn cái sách này, mình đổi tướng sang để mình kiếm mấy con Wano Zoro luôn nhá. Nhớ cái này là 700 kim cương ấy. Tiếp đến là cái số đồng độ nhá. Ok, cái này thì anh em mua tướng mình cần khá là đơn giản. Tiếp đến là cái shop này, đầu tiên là cái shop viễn trinh ấy, cái này lên level 31 mở nhá. Cái này em chú ý nhá, anh em đổi lúc đầu game anh em đổi mắc cái gỗ cho mình nhá. Cái gỗ nó để tăng cấp cái chiến hạm, nó tăng cực kỳ nhiều chiến luôn. Đây như mình tăng một cái cho em xem nhá. Đây một cái, ui dồi ôi, 195 lực chiến nhá. Không như thế nhá, sau khi nó lên cấp nó còn tăng một khối nữa em ơi. Nói chung là rất nhiều trong này ấy. Lên anh em nhớ nhá, cái điểm viễn trinh ấy, anh em mua cái gỗ trước, tướng để sau. Tướng rất là chát, tận 55k ấy. Là 55k, 45k anh em đập vào gỗ ấy, nó còn ngon hơn gấp trăm nghìn lần luôn. Tiếp đến là shop đấu trường ấy. Đấu trường thì shop là anh em mua cho mình cái thủy tinh thế lực này nhá. Còn shop hải tặc thì chắc chắn anh em sẽ mua trang bị đó rồi. Ồ, vũ khí tấn công 1721, càng đét luôn. Cái vũ khí mình tăng có 100 nào ấy. Còn cái shop tầm báo ấy thì anh em lúc đầu anh em muốn được chiến em có thể đổi cái trang bị tính. Xong sau anh em thích đổi tướng được. Nói chung này nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đâu, anh em thích là được. Còn về cái kỹ năng ấy thì anh em cố gắng đi xét ra cái sách mình cần nhá. Đằng nào giờ nguyên liệu anh em cũng chưa có, nhưng anh em mà muốn khô máu nhưng mà chắc mình sẽ khô máu nhá. Mình sẽ cố gắng kiếm cái sách liên kích hoặc chi kích nhá. Đây như cái sách này, nhưng mà tiếc đó là nguyên liệu không phải kim cương, nguyên liệu 3.000 liệu ấy. Nông dân ấy chắc kiếm tầm chục ngày, hơn chục ngày mới đủ 3.000 điểm. Chắc mình sẽ bỏ qua đây, mình sẽ khô máu mua một lần bằng kim cương nhá. Cái sách này chắc là tầm hơn 2k kim cương nhá. Đây sách liên kích này lại không phải là kim cương em ơi, cay ghê nhỉ. Đây liên kích cũng khá ngon em ơi. Trong trận chiến có 20% kích hoạt liên kích, thi triển tiếp kỹ năng hoặc đánh thường sát thương gây ra trị liệu và tỷ lệ khống chế bằng 50% ban đầu. Đây em có thể tham khảo này. Cái này em đừng reset bằng nguyện nhá, reset phải đi thôi. Kim cương liên kích, ôi xui quá em ơi. Ai nó là cái tái sinh này. Ok này bỏ qua đi, tái sinh này chắc chỉ do tanker thôi. Ok xong shop phải không? Đâu để mình giờ xem đến cái gì nhỉ? Tự dưng giờ mình lại quên, đến cái đấu trường em ơi. Đấu trường ấy thì 21 giờ thì nó sẽ tổng kết hàng ngày nha em ơi. Tổng kết thì nó có hai loại, một là tổng kết ngày, hai là tổng kết tuần. Tuần tức là hết ngày chủ nhật nhá. Đấy top 1 là 200 kim cương cộng 500 nguyên liệu. Và cái tuần nó là 600 kim cương, tức là gấp 3 lần. Nhưng mà cái nguyên liệu nó là 5.000 nhá, gấp 10 lần nguyên liệu. Mà cái nguyên liệu đấu trường này lại cực kỳ ngon luôn. Nguyên liệu thì em đổi cái thủy tinh hiệu lực. Nói chung cái thủy tinh này càng nhiều càng ít nhá. Anh em top hay lông dân chắc cũng chỉ có đổi cái thủy tinh hiệu lực này thôi anh em ơi. Ok mình xin kết thúc video đây. Hẹn anh em ở các video hướng dẫn sau. Bye anh em.